Hello, hello, chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với ngày thứ tư các bạn ạ. Thì ngày thứ tư, đối với ngày thứ tư thì đây, ngày thứ tư thì nó sẽ cho các bạn nhận đầu tiên là điểm danh này, thứ hai là phần thưởng của Linh Khư này nhé các bạn. Thứ ba là cái chiêu mộ đột phá tướng, nghĩa là các bạn đột phá tướng càng nhiều chiêu mộ bao nhiêu lần. Ví dụ như đây mắc là 200 lần thì chúng ta sẽ nhận được mắc quà. Hoặc là đột phá thì chúng ta cần phải đột phá 5 thần tướng cộng 5, cũng khá đơn giản. Về cái quà mua nửa giảm giá này mình nghĩ các bạn nên mua đi. Nó giá là 1k kim nguyên bảo nha các bạn. 1k kim nguyên bảo thì cái này nó đã chiếm 600 rồi. Cái này thêm 400 nữa thì nói chung là cũng ổn, không đến nỗi là bị lỗ đâu các bạn. Mình nên mua nhé. Thì mình xem là cái phúc lợi. Ồ, quà phúc lợi thì vẫn ngon, như 3 ngày quà phúc lợi thì khá ok các bạn. Ngày phúc lợi cuối tuần, điểm danh đột quy khư, điểm danh ngày đấy cũng không có gì đặc sắc. Cái này thì nó vẫn cho mình 10 lượt quay tiếp. Hiện tại mình sẽ có 20 lượt quay thì thôi mình quay luôn cho các bạn xem. Mình nghèo có sao mình xài đó. Cái trò này thì mình nghĩ không có tích quay đâu các bạn ạ. Các bạn có bao nhiêu thì các bạn cứ bù pi. Nếu mà các bạn muốn có bạn nào thích tích cái này, cái vé quay thì cũng được. Ui. Không ra một con cam nào. Hiện tại thì với cái tình hình đầu server như thế này thì ra càng nhiều tướng cam càng lợi nhé. Thứ nhất là ra nhiều tướng cam các bạn có thể nâng cấp được thiên kỹ, bởi vì nâng cấp thiên kỹ thì khá là tốn nhiều mảnh tướng cam nha các bạn. Đây tròn pháp bảo thì đội hình mình thì tình hình là như thế này, thì chắc là mình thay con Ngộ Không thay bằng làm ti bà. Mình cũng chưa biết là thay Ngộ Không cho con nào, theo như mình nghĩ thì phải thay con này đi. Đây mình nếu mà thay thì hơi yếu xíu, nhưng thôi mình cứ đột phá thằng này đã. Đường tăng thám hiểm 4.2 đúng không, mình qua đây. Hồi 4.2 đúng không, hồi 4.2. Đây bạt dưới có đường tăng thì mình sẽ vào đây càn quét, tại vì mình cảm giác càn quét ở đó nó ít lắm các bạn. Đây cứ càn quét đủ 5 mảnh là nó dần thế nào ấy các bạn ạ. Nó không càn quét đủ 10 cho mình. Đấy, ngon 10 lần mà được mì 7 mảnh các bạn thấy chưa? Nói chung là nó nhân phẩm thế nào ấy. Ok, mình sẽ đột phá 5 cho nó. Thì mình xem mà nếu mà lên đột phá thì mình sẽ chuyển Ngộ Không sang, bởi vì cái trò này thì chủ yếu là đột phá thôi, nó cũng đột phá nó cũng mạnh nha các bạn. Ở ít sao tướng thì các bạn vẫn chơi được, nó không phải như danh tướng ba quý ấy, phải lên nhiều sao cho tướng thì nó mới mở kỹ năng các kiểu. Hồi hồi bốn hơi chút tâm linh các bạn nhé. Đấy, thảo phạt. Thì đối với cái thảo phạt thần ma này đấy, thì các bạn cứ thảo phạt một cái đi, rồi sau đó bạn chia sẻ. Nếu mà không chí đấy thì bạn chia sẻ cho người khác cũng được, tùy nhé. Nếu mà các bạn cảm giác thiếu vé, chứ mình cảm giác là mình farm hết thì nó cũng vậy thôi. Đây rồi, nó ở tông môn đúng không? À, mình hiện tại chưa vào tông môn các bạn ạ. Đây cái tông môn cũ của mình bị giải tán này. Việc phát triển tông môn thì phụ thuộc vào người làm chủ, người chủ tông môn, bởi vì cái này cần dành nhiều thời gian đấy, giục mọi người điểm danh này, kiểm tra hay không đi hoạt động thường xuyên mình còn kích. Đây thì mình cũng sẽ mua hai cái con này ngày đầu tiên thôi, bỏ ra 24.000 cầu nguyện phát rồi ra bạc. Đột phá tiếp trước vạch giới. Mình thấy nó ra cái tính năng kia rồi các bạn, là cái tính năng đánh nhau gì đó.
Lên đột phá thì lên lực chiến khá là nhiều nha các bạn. Đây mình thử nào. Đấy, nó đưa ra được một mảnh rất là chán. Ôi, ấn nhầm. Cái đột phá toàn lực x2 này thì các bạn để ý cái móc móc mà giờ trưa và giờ tối này nó giảm đi rất là nhiều. Thời điểm đó mà các bạn đi farm cũng được thôi. Giai đoạn đầu thì các bạn tập trung lên đột phá cũng được nha các bạn. Thì các bạn sẽ khỏe thôi. Tại giai đoạn đầu ấy, mọi người sẽ nhìn nhau vào bởi lực chiến là khá nhiều. Người ta ít ít đánh nhau ấy. Nên người ta sẽ nhìn vào lực chiến. Sau này thì server nó ổn định rồi thì lúc đó lực chiến nó không quan trọng cho lắm. Nó cần môi trường trong tông tông môn ấy, nó kiểu vậy. Giai đoạn đầu thì mọi người nhìn nhau bằng nhìn lực chiến thôi. Nên mình mà lực chiến phèn thì cũng hơi 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 khó có được sự kiểu kiểu hơi bị khinh kiểu kiểu ấy. Chứ sau này mà các bạn mạnh lên thì các bạn mới chơi chiến thuật là giả nghèo và cái kết, hoặc là giả yếu và cái kết, cái gì kiểu kiểu vậy. Chứ giai đoạn đầu mà mọi người nhìn nhau về lực chiến khá là nhiều. Mọi người để ý nhé, đừng có kia lắm. Nói chung là đâm mà mình khó 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 có tiếng nói trong tông môn kiểu vậy. Đấy, mình còn quên lắp vào để bảo sao lực chiến bị thụt. Hiện tại thì mình sẽ lắp bừa tí nha các bạn. Còn cái chỉ số ẩn thì các bạn nhìn cũng sẽ thấy được thôi. Đây, thì mỗi ở vị trí ấy, thì nó đều có một cái dòng dòng như nhau ấy. Đây, nó cũng có hướng dẫn cho mình nhé. Đây, ví dụ như ô số 1 là sinh lực này, ô số 2 là tấn công sinh lực sát thương giảm sát thương đấy. Nếu mà các bạn mà đi full đam cho tướng chính ấy, thì sẽ là full tấn công đi các bạn nhé. Hoặc là cái gì liên quan đến tấn công như sát thương bạo kích và kích, tùy mỗi chất tướng nó khác nhau nhé các bạn. Đấy, bây giờ mà mình mà muốn vào tông môn ấy, ít nhất mình phải lực chiến nó cao cao tí rồi xin vào nó mới dễ. Chứ phèn thì hơi 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 khoai. Đây mình sẽ úp ở Lam Tỳ Bà luôn. Là mình úp rồi mình thử chuyển sang cho Ngộ Không nó như thế nào. Thì không biết cái viên này nó có kèm theo một con mảnh tướng không, mình xem nào. Đợt này quét tầm này thì hơi 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 lỗi tí nhỉ. Nghe mình quen này. Đây ví dụ như mảnh tướng thì thường cái mảnh tướng nó sẽ đi kèm với XP, cái mà tăng XP chứ không phải là riêng biệt như thế này. Nó cũng tính đấy các bạn ạ. Ăn được của nó cũng không, cũng nhằn đấy các bạn ơi. Đồng ý. Giai đoạn đầu thì cái EXP khá là quan trọng nhé các bạn. Thì vì thế mà những bạn mà cày chay thì sẽ bị thọt về level, đó là điều hiển nhiên thôi. Giai đoạn này thì mình nghĩ các bạn cày chay mà muốn mà cày chay giỏi ấy, thì ít nhất các bạn phải chơi từ server ngày thứ 30. Lúc đó thì mọi người đã có chuột bạch rồi và các bạn thì đi tìm hiểu thông tin cũng như xem những cái nội dung như tụi mình làm ấy, thì bạn có đón đầu đón đường kiểu vậy. Thì cái chay mà phải biết đón đường, không thì không biết đâu, kể cả nông dân thì cũng cần phải biết đón đường một tí thì chúng ta sẽ đập được các boss. Không phải các boss đâu, những ông tá điền chẳng hạn, nông dân đánh tá điền, hoặc xem ông nào pro thì đánh được ông địa chủ. Địa chủ thì cũng có nhiều kiểu địa chủ thôi. Địa chủ dưới 2 triệu thì game này cũng bình thường thôi.
Còn một địa chủ mà kiểu trên 5 triệu, 10 triệu thì nó là bot này. Hoặc là trên 50 triệu thì chúng ta muốn đánh được nó, những người bot này ít nhất là người ta phải nghỉ. Người ta nghỉ rồi mình chơi khoảng 1 năm. Kiểu vậy. Nói chung là trò này các bạn chơi xác định muốn mạnh thì phải đi đường dài. Bản chất của cái thằng Vinago ấy thì nó là người chơi rất là đông, thứ nhất. Thứ hai là bot nạp khá là nhiều, nạp rất là nhiều luôn, cực kỳ nhiều luôn, không phải đùa đâu. Thì cái chay mà nông dân thì phải chơi lâu và có một cái tính toán gì khá là kỹ, thì lúc đó các bạn mới đưa ra được một cái quyết định tốt. Đây, bây giờ mình sẽ mở cái rương này cho các bạn xem, làm tí nhân phẩm của bạn. Hiện tại khá là đen, khoai lắm các bạn ơi, không ăn thua. Ra được một món cam là khá là ngon này. Chọn pháp bảo thì hiện tại mình đang thiếu pháp bảo ngủ không. Ok, mình triệu hồi tí nữa, triệu hồi cho nó hết đi. Ui, cái gì thế này? Vãi, ra tướng đỏ à? Đầu tiên là ra trừ bát giới này. Không phải các bạn ơi, mình tưởng ra con tướng đỏ, thấy bà luôn. Và mình thấy chớm đỏ, nhưng tại sao nó mình ra cái hệ thánh rất nhiều nha các bạn. Không hiểu mình. À, bây giờ mình được chọn rồi này. Chắc là mình sẽ chọn quan âm thôi các bạn. Tại sao thì chọn quan âm ta? Thứ nhất là mình kích kích lấy tấn công cho toàn team. Nói chung quan âm sau này cũng phải có những kích chuyên thôi các bạn nhé. Hay là lấy ngũ không? Thôi mình nghĩ lấy quan âm đi, kích chuyên đi đã. Sau rồi tính. Chắc chắn vẫn là Tiểu Bạch Long và anh Trư Bạch Giới đây. Ui, nó nổ một cái mà mình tưởng nổ tướng đỏ chứ. Hết hồn. Đấy, thì các bạn xem video của mình ngày hôm qua ấy, thì với 300 lượt của mình, các bạn thấy chưa, mình đã nổ nổ cái cửu châu này rồi, quả tốt được cái cửu châu. Quả tốt khá là phèn, mình nói thật, quả tốt khá là phèn. Rương kỳ vật chán đấy nhỉ. Và cái giảm sát thương các bạn, giảm sát thương phòng thủ cũng được. Giặt trang. Gia trang này thì nó sẽ reset các bạn, hình như có càn quét hay sao ấy, mình check lại nào. Chứ đánh lại từ đầu khá là phèn đấy các bạn, không có càn quét các bạn ơi. Không có càn quét thế là phải đánh tay các bạn ạ. Đây, về cái gia trang này thì các bạn để ý nhé, nó sẽ phân búp, mình phải chọn búp và mình sẽ phân búp từ đỏ, cam, tím, lam. Lam thì phèn nhất. Thì các bạn cứ 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 đọc đi rồi xài. Nói chung là mình thấy nó cũng ảnh hưởng một phần thôi, chủ yếu là đội hình mình như thế nào. Nếu mà không được thì mình chọn sai thì 24 là khoảng 4 ngày sau đúng không? Đúng rồi. Khoảng 4 ngày sau hoặc không, khoảng 3 ngày sau mình sẽ reset lại. Ôi, con to này ra cái gì các bạn này. Ui, 66 ấy. Có ông mà ra con to này ra 8888 kim nguyên bảo các bạn, cực kỳ ngon luôn. Cá chép hơi bị xịn. Nhân đào thôi, từ từ, nhân đào hơi lâu. Đó, video chỉ là mấy cái hoạt động đơn giản thôi các bạn. Thì các bạn xem có vẻ hơi chán một tí, cái này có nên mua không? Chắc chắn là thôi. Cái này các bot mình thích thì mua, mình nghĩ các bot cũng không mua đâu. Các bot bây giờ mình xem nào. Nick này bây giờ nào cũng chán rồi đấy các bạn. Bạch Cụt Tinh mắc rồi kìa, 15 rồi kìa, đúng không? Bạch Cụt Tinh này bây giờ là có cả thần thông rồi các bạn này. Đấy, thần thông cũng không biết level 70 mở. Thì không biết bên mình đã mở được thần thông chưa. Hình như nó bảo năm 2 mở phải.
Mình xem cấp nào. Bảng xếp hạng cấp độ 53 rồi đúng rồi. Má nó lên level nhanh vãi. Người có tiền vào có khác các bạn. Khoan. 50 mình không biết ngày hôm nay mình có lên được 50 không. Nếu mà lên được 50 thì mình sẽ chưa đi cái quy khư các bạn. Từ từ rồi sẽ đi cái quy khư. Về cái linh lung pháp bảo này thì thật ra là các bạn lên từ từ, bởi vì cho dù các bạn mua về ấy, các bạn cũng không có úp để còng, là không có cái viên kia để còng lên cho nó mắc ấy, nên cứ từ từ mấy cái này mình thấy cứ từ từ các bạn. Chờ mình chưa xem. Đấy, mình đảo qua cho các bạn xem nè. Hoạt động thì mình thấy nó bây giờ nó ở bản Vinago này thì nó phát triển theo hướng là đánh nhau nhiều, try hard khá là nhiều. Cay cú là cứ nạp vào, cay cú là nạp vào. Thì mình nhớ cái thời gian cách ngày xưa mình chơi danh tướng Ma Quy ấy. Cay cú thôi, cay nhất là cái khoáng. Thì bây giờ nó cũng ra một cái tương tự như thế. Thì sắp tới là cũng nếu mà server nào căng ấy để đánh nhau có khi tốn một ngày tốn biết bao nhiêu mã diện. Nhìn thấy đầu ngựa là biết rồi. Tiếp theo là gì? Bạch vô thường nhật dạ thần du hai anh em. Thì cái trò chơi này các bạn chơi thì nó cốt truyện nó khá là hay nhé các bạn nhé. Nếu mà các bạn nào trẻ quá không xem Phong Thần Diễn Nghĩa hoặc là không xem Tây Du thì nó khá là Tây Du Ký ấy, thì nó khá là đơn giản, nhưng với những người như thế hệ 8x 9x tụi mình ấy thì cũng như là đầu 2000 thì đối với cái trò chơi này nó khá là có nhiều hoài niệm. Thì hôm sau mình sẽ gắng làm những cái series về tiêu điểm tướng, mình sẽ nói cái cốt truyện của từng con tướng thì các bạn xem nó sẽ đỡ chán hơn. Đấy, thì các bạn xem thì nếu mà cảm nhận video của mình hay thì các bạn có thể đăng ký mình cũng như theo dõi cái quá trình mình và các bạn cùng chơi với nhau. Mình thì khi mà mình xác định chơi một trò chơi nào đó thì mình sẽ chơi khá là lâu đấy các bạn. Có thể là đến lúc sập server. Nên các bạn yên tâm mà theo dõi, không gì mình rén đâu. Mình chơi thì hiện tại thì đa số là mọi người chốt bạch nhiều. Nên mình cũng sẽ học hỏi từ các bạn trên cộng đồng. Chung là ai cũng giỏi hết. Mình chắt lọc sao mà phù hợp với cái server của mình, phù hợp với vấn đề tài chính của mình. Đó. Ui ngon, ra tiểu bạch long tiếp đây. Mình nói thật đấy, cái chiêu mộ này nó cũng sướng thật. Mỗi ngày tội trốn ba. Hay là mỗi ngày được chọn một lần ta. Lần lượt 30, 60. Xác suất tổng không đổi. À, mới thôi mà đã ra rồi các bạn. Ok, mình cấp luôn. Thì cái đột phá tướng này ấy, thì nó sẽ tăng cho mình. Đấy, các bạn, nó tăng cho mình sinh lực tấn công 20%. Thì hiện tại với 20% tấn công này chúng thiếu thốn. Ví dụ như các bạn một con bạch long không có sao nào, thì thứ nhất là bị thọt về kỹ năng, thì hiện tại thọt về kỹ năng nó thọt cũng không quá nhiều. Ví dụ như lên kỹ năng level 4 đi, level 4 đi, thì từ 200% lên đến level 4 thì nó cũng chênh nhau khoảng 30% sức mạnh. Nói chung là cũng chênh nhau vừa vừa. Vì thế tướng đỏ mình nghĩ các bạn có thể lắp vào chơi được. Theo mình nghĩ vậy. Thì được hay không thì tùy vào trải nghiệm của các bạn nhé. Thì hiện tại thì mình cũng đang thấy con bạch long này khá ổn, mình cũng chưa 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 cho ngộ không vào, nhưng mà bây giờ mình thử cho ngộ không là kia vào thì sao. Mình thử cho ngộ không cái mà mình tính thử cho ngộ không đột đột phá ba vào thì sao. Về cái này, về cái tâm ma ấy, nếu mà các bạn vong vào tông môn thì các bạn giết luôn đi.
Còn mà nếu mà vào được tông môn thì các bạn chia sẻ cho người khác, người ta diệt trùng ấy, các bạn đỡ đi một lượt đánh. Hoặc các bạn mà muốn đánh lên tốt thì các bạn cứ cứ kia thôi. Mình nghĩ thì cả tông môn chia sẻ cho nhau thì hay hơn, mỗi người được đánh một tẹo thì các bạn ấy sẽ nhận được quà các bạn ạ. Quà sẽ được chia sẻ cho hai, ví dụ như ai đánh con tâm ma này của mình thì người ta cũng sẽ được nhận quà giống như mình thôi, kiểu chia sẻ như vậy. Là phương pháp khá là hay. Đây mình sẽ chuyển ngũ không sang. Đổi đi. Thì hiện tại lực chiến chuyển ngũ không sang thì lực chiến tăng khá là nhiều. Đây mình sẽ đổi ngũ không sang. Tại sao mình vẫn muốn giữ con này? Bởi vì con này có có giảm phòng thủ các bạn, nó phá phòng thủ 35%, vĩnh viễn là 20%. Mình khá là thích kiểu cho nó làm cover cho team ấy. Nhưng không tháo con này thì không được. Di lạc thì nếu mà tháo di lạc, có khi phải tháo di lạc các bạn ạ. Rồi cho con kia phá phòng thủ cũng được, chắc vậy. Tại sao mà mình lại muốn không phá di lạc? Vì di lạc nó cũng kích được. Đâu nó cũng kích được cho tiểu bạch long các bạn. Chỉ cho đường tăng thôi. Này thì hiện tại cũng cần tiểu bạch long. Nói chung là mình đã biết ba con tướng mình chơi là tiểu bạch long, trư vạt giới và tôn ngộ không, nên cũng khá là thoải mái. Ok, mình sẽ để con này lại đi. Mình sẽ sút tạm hoãn di lạc lại các bạn. Mình tạm hoãn di lạc lại. Mình tạm hoãn di lạc lại các bạn ạ. Bởi vì con này nó kích khá là nhiều. Con lượng vẫn bị tụt nha các bạn. À, tụt là cho chắc là tụt kỳ vật đấy các bạn ạ. Đường thăng 5 thì 3. Ok. Đấy, như thế này là nó khá là tối ưu rồi. Thì mình sẽ kiếm cho con này một cái pháp bảo các bạn ạ. Tạo một cái pháp bảo đã. Đây. Đợt này mới ra. Sang Ngô Tĩnh không? Kim Giáp. Nguyệt Lão. Kệ đi. Ra trận đang mua không cần. Dương Tiễn. Văn Thù Riêng. Hắc Vô Thường. Khổng Tước. Thánh Giới. Có nên bỏ Kim Nguyên Bảo không? Chắc bỏ tí, mua tí kiếm cái lực chiến các bạn. Mạnh Bà Thiên Hậu, Ngọc Diện, Di Lạc. Ôi không chơi Di Lạc thì không lấy. Nữ Nhi Dương Tiễn, Thánh Giới. Chắc là lấy luôn đấy các bạn. Hiện tại thì các bạn tiêu vừa vừa, nói chung là vẫn tích lại Kim Nguyên Bảo để mình làm việc khác. Hoặc là nói chung là luôn luôn thủ trong người mình khoảng 10 các Kim Nguyên Bảo cho tâm lý nó thoải mái. Lý Tích đường tăng đen đấy nhỉ. Tiểu bạch ngon. Đó là cái tiểu bạch long này. Thì các bạn nào mà có vàng kim nguyên bản nhiều ấy thì sẽ lên cái này khá là nhanh. Các bạn là Nguyệt Lão, Thánh Giới, Kim Giáp, Thánh Giới đây, mua này. Đấy, mua. Ôi không đủ các bạn ơi. Thì ô nếu mà không đủ thì mình sẽ ra đánh cái này nốt đi, tâm ma đi. Đánh để lấy cái điểm xem. Đấy, lấy được 50. Nó sẽ chủ yếu là nhận cái phần thưởng cuối thôi. Đây, mình sẽ nhận cái phần thưởng cuối. Đấy, phần thưởng này nó cho khá là nhiều. Một ngày như thế này khá ok đấy các bạn. Ok, chúng ta sẽ quay lại cái tiệm. Thì giai đoạn đầu thì các bạn sẽ có nhiều việc để làm đấy. Không, ngày cũng mất khá nhiều thời gian. Nên giai đoạn đầu mà nếu bạn nào mà mới chơi mà cày chay ấy, mà tạo nhiều nhất clone ấy, thứ nhất các bạn cứ tạo nó đi. Khi nào có, đầu tiên phải tạo nhân vật đã. Rồi khi nào mình có thời gian rảnh thì mình mới chơi.
Còn mà sau này không tạo sớm lúc chơi thì nó khá là bị khóa đấy. Thiên đế ngạnh bà, di lạc căng đấy nhỉ, thiên hậu yêu giới hắc vô thường cổng thượng ngọc thố, thái bạch yêu giới ngọc thố hắc vô thường, hằng nga đường tăng lại đường tăng. Đây lại sang ngô tĩnh, minh giới tiên giới nữ nhi thanh ngưu hắc vô thường, thánh giới lại có thanh giới này. Ừ, mình sẽ tiêu một phần cho mình để lại 2,5 kim nguyên bảo. Phản năng ngon, lý tĩnh ngọc thố ngân giác, ngọc diện phân thù. Mình nghĩ các bạn sẽ chơi tướng cam khá là dài đấy, bởi vì để mà các bạn đấu giá được tướng đỏ ấy, nó khá là khó, nhất là đối với cái server mình nhé. Mình đang nói server mình, bởi vì server mình chắc chắn hiện tại không có clone rồi, bởi vì nó khóa rồi đấy. Thì đối với những cái server giai đoạn server 1 cho đến server 10 ấy, clone rất ít, bởi vì lúc đó mọi người chơi nhiều và mọi người chưa nghĩ đến cái việc nó khóa. Tuy rằng cũng có thông tin trước rồi nhưng mọi người phải có té đá đúng không, thì đa số mọi người sẽ chủ quan khá là nhiều, đâm mọi người sẽ không có clone, là vì thế đấy các bạn ạ. Vì không có clone nên tướng đỏ nó sẽ ít đi rất là nhiều, hầu như là ra con bao nhiêu con nào là nó thịt con đó. Đây 5 đúng không, 5 nhân 3 5 mảnh là được 4 đúng không, được 300. Vậy thì nhân 4, 3, 4 là 1k2 đấy, bằng việc các bạn đấu giá min. Tiên giới áp vô thường, xin Ngộ Không tiếp ngon. Ui được thêm thêm một lần nữa các bạn ơi, mạnh minh giới thánh bá ra Ngộ Không tiếp là thiên đế bạch cụt tinh tiểu bạch long, không có đá này cay đấy nhỉ. Ok thôi kệ đi, mất thì thôi, sang Ngộ Tĩnh hay vô thường thiên đế thánh giới này. Đấy kim nguyên bảo nó đợt này nó cũng khá là ok, nếu như thế thì mình cũng dại nhá, đáng ra mình phải để cái này ít để đôi lúc mình lấy cho Ngộ Không, nhưng cũng hơi dại. Vậy thì các bạn rút kinh nghiệm của mình nhé, ví dụ như các bạn có cái điểm này các bạn khoan mua đã, các bạn tích đi, đợi khi nào ra cho tướng đỏ ấy, pháp bảo tướng đỏ thì các bạn mua là đẹp đấy. Như có một kinh nghiệm cho các bạn đấy, ví dụ như nó ra cái này bây giờ là mình lại không có đấy, nó có phải đau đầu không đúng không, bây giờ mình có là mở lấy được Ngộ Không luôn đấy, nó lại đau đầu như thế đấy. Thôi mình sẽ đột phá thì chắc tí đột phá thăng cấp luôn nha các bạn. Đấy, tiến cấp bằng mạnh bản năng luôn. Mình biết mình chơi con này mà nên mình xuống tay khá là khỏe. Ví dụ như con này mình lên 25 đi, lên 25 thì mình có bất tử chả phải ngon. Bất tử mà cho làm đâm chính thì các bạn nghĩ sao? Thì sau này cao ve sao? Đúng kiểu vậy. Đấy. Mình cho kỳ vật thì đã. Mất hết 3 kỳ vật rồi. Kỳ vật hiện tại mình đang lắp bừa nhé, chứ có thời gian nên mình sẽ lắp bừa. Tại sao mình không lắp lắp nguyên và mình không tăng? Hiện tại thì kỳ vật mình đang tăng một cái nha các bạn. Hiện tại mình đang tăng kỳ vật cho một cái con này, và mình hiện tại chỉ tăng lên 6 và mình để điểm lại. Đây, không biết nó này sau này nó có cho chuyển dịch không. Mình tăng cho đâm chính còn là 12k điểm nữa, à 1k2 điểm nữa mình sẽ giữ lại để lúc nào ra xét tím ấy, xin xịn ấy thì mình sẽ dồn tất cả nông dân mà. À, đây gọi là nhịn. Nhịn này không, nhưng nhịn không bị trĩ đâu các bạn, nhịn mình đánh thì cũng có nhịn đấy, nhưng nhịn theo kiểu vừa phải, không đến nỗi bị trĩ mà phải chết mà chịu chịu nhục đâu. Thường nhìn kiểu đó mình không thích. Đột phá lên Ngộ Không. Ồ, cần đỏ này. Đây, các bạn thấy chưa? Đấy. Thì may nhà mình còn giữ cái này khá là nhiều. XP còn lại cho đột phá Ngộ Không. Vậy thì nó sẽ chuyển dịch hết cho Ngộ Không. Bây giờ chúng ta sẽ test nhé. Chúng ta sẽ test là xem nó có chuyển dịch hết cho Ngộ Không. Ví dụ như mình lúc nãy là mình, lúc nãy là con kia 6 đúng không các bạn?
Di Lặc đội phe khác nhau thì thần tướng kế thừa. Mình nhớ là lúc nãy mình đột phá cái con nào lên 6 mà đúng không các bạn? Để mình tí nữa mình các bạn mình nhớ lúc nãy mình đột phá con này lên 6 rồi nhưng mình chuyển sang cho Ngộ Không nó phải về 4. Đấy thì đó là một cái câu chuyện để cho các bạn xem lại clip. Chắc mình nhớ là mình đột phá con này lên 6 rồi ta. Hay là nó hoàn trả ta? Bây giờ mình thử nha. Lên 6 nha. Bây giờ mình thế thằng Ngộ Không vào, đúng không? Thì nó có hoàn trả không? Đây nó có lên 6 không? Kế thừa và đột phá đến Ngộ Không phe khác nhau thì cần được kiểu vào hoàn tất. Đây. Đấy, Ngộ Không vẫn là 4. Bây giờ mình chuyển về thằng này. Kế thừa. Thì nó là trên nó là 4 và nó có trả không? Và nó trả lại nguyên liệu. Ok chưa các bạn? Vậy là nó không chuyển đột phá, nó không cho chuyển sang đỏ các bạn. Vậy thì các bạn xem video của mình các bạn cũng biết được một chút nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo. Rồi, xin chào nhé.